Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là những cái áo đầm vải phi bóng đẹp trên cả tuyệt vời. Chị biết là chị em nào cũng mê và mê lắm luôn. Đa số là size X small và small. Là các bạn biết là của CC nhiều ha. Có vài cái size medium thôi là của con CC. Những cái áo đầm này đó thì dễ mặc mà, cho nên là cứ thấy là mua, các con cháu mua giùm. CC mua, con CC cũng mua về, ai mặc vừa mặc. Thì đây, CC sẽ làm video này cho các bạn. Bạn nào mua được cái nào thì mua ha, còn không mua được thì CC mặc. Toàn là size của gia đình CC không mà, cho nên không có sao. Nhưng mà CC nói nè, hết tất cả những cái đầm này là final sale rồi, không trả được. Các bạn mua suy nghĩ kỹ giùm CC ha. Final sale không trả được, rẻ tiền lắm. Ở trong đây đó là giá tiền từ 24 đồng 99 cho tới 39 đồng 99. Bạn sờ vào cái mình vải này, các bạn mua liền ngay tức thì. Mình vải phi nó dày một chút ha, nó láng, nó mịn, nó bóng, nó đẹp, xuất sắc luôn. Cao đầm này nè đó, các bạn nào muốn mua thì mua, không mua CC sẽ mặc nay mai thôi. Đây, đẹp vô cùng. CC những cái dạng đầm này là bao la các bạn, đẹp lắm. Mang dép được, mang sandal được, mang guốc được, tiện và lợi cho các bạn đi tất cả mọi nơi. Nhất là các anh đó, trời ơi, mà thấy phụ nữ mặc áo đầm vải phi là mê chết luôn. Cái đó nói thật luôn. Đây, đây là cái đầu tiên nha. Đẹp trên cả tuyệt vời. Đẹp cái này xuất mình vải xuất. Cũng thuộc loại hơi dày chứ không có mỏng. Đẹp vô cùng là đẹp. Cái màu này sang trọng và đẹp vô cùng luôn. Nó như màu hột gà vậy đó, màu kem kem hột gà. Sang trọng lắm, đẹp, cực kỳ đẹp. Đẹp mê ly luôn cái áo đầm này. Đó, mỗi thứ có một cái. Ở đây là cái áo đầm xanh, đẹp không? Cái này là mình vải phi, mình vải nhẹ, mỏng, nhẹ. Cái này của BB ha. Những cái giá tiền CC nói ở đây là giá ngoài tiệm họ để đó nha. Hãy nhớ dùm cho CC, đừng có trách CC. Nhiều lắm, nhiều bạn ở Mỹ trách CC lắm. Nói hằng đằng làm nẻo, nói hằng đằng tới khi người ta mua, giá tiền tăng lên. Tại các chị nghe không rõ. Hôm nay CC hơi buồn vì đọc được tới 4 bình luận đều nói giống nhau. Làm video nói hằng giá tiền mà bán nói giá tiền khác là tại các chị không hiểu chứ không phải là tại CC. Nghe kỹ giùm CC đi. Đây là giá tiền ở ngoài tiệm. Thí dụ như 29 đồng 99 cáo đầm này, chị cầm cái đó ra quầy tính tiền nó sẽ thành bao nhiêu. Chị ở Mỹ là bắt buộc chị phải biết điều đó, CC không cần phải nói. Rồi CC mang về nhà, tiền công của CC $5 cho một cái. Chị mua 10 món bắt buộc CC phải lấy chị $50. Chị tiếc cái $50 đó mà chị xài sẻ CC, nhưng mà thôi, CC không muốn nói tên chị ra ha. CC không có làm free, nói thật. Cái nào đáng free thì free. Chẳng thà CC làm kiếm tiền, CC dùng số tiền đó CC tặng lại cho những người khó khăn, chứ CC không có free cho các chị, không có. Mít lần trước được lần sau, không có free ha. Đó. Với lại đừng có dạy CC là có tiền nên làm từ thiện đi. Từ thiện là do cái lòng của mình. Không cần phải dạy người ta làm từ thiện đâu. Người ta biết người ta làm gì khi người ta có tiền. Hôm nay đọc mấy bình luận có vẻ hơi bị sốc. Một người dạy cho CC cách làm từ thiện. Một người nói với CC đó, tại vì sao? CC mới mua cái iPad đó để chụp hình cho đẹp. Rồi nói với CC, ở Việt Nam người ta khổ quá kìa. Thay vì tiền mua cái iPad để chụp hình xong gửi về cho người ta, chị không cần nói với CC điều đó. CC làm gì CC biết. CC cũng chưa có nữa nè. Ai cũng có sự ham muốn hết mà. CC mê cái đó, CC kiếm tiền để mua được cái đó, CC xài. Sống là phải hưởng thụ. Còn cái chuyện từ thiện là mình dư mình tặng. Từ thiện đủ mọi cách từ thiện, chứ không phải cầm tiền đi làm mới gọi là từ thiện. Nghe mà buồn, thật là buồn luôn đó. Đây đây đây. Giá cả đôi khi CC có sự nhầm lẫn vì không thể nhớ được. Đâu có cái giá tiền treo ở đây đâu. Thành ra bạn nào thích CC, tin CC thì mua thôi à. Chứ đừng có trách. CC nói thật, đừng trách CC. CC không có đáng trách như các bạn nghĩ vậy đâu. Nếu mà có nhầm lẫn thì cứ nói, ờ CC ơi, cái này chắc tính lộn rồi, em tính lại giùm chị. Lời nói đó nghe nó ngọt ngào gì đâu đó. Cái chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường mà.
CC nhầm lẫn, các chị em nói CC sửa liền, CC đổi liền, chứ CC đâu có cãi đâu, chưa bao giờ CC cãi cái gì mà liên quan tới tiền với ai cả, nói thật luôn ha. Đừng có dạy CC, dạy CC cái cách làm từ thiện, CC nghe câu đó CC không có vui, sốc lên cái ốc luôn á. Xin lỗi cả nhà nha, hôm nay mệt mỏi, trời nóng quá, bức xúc nữa, sẵn làm video này nè, nói vài câu. Nếu mà làm cho khán thính giả buồn, CC thành thật xin lỗi ha. Nhưng mà hôm nay buồn lắm, không có vui. Đây. Tại vì sao? Vì cái bàn phím mà họ muốn gõ làm sao họ gõ. Bởi vậy đó mấy bữa nay không có Bero, CC phải coi bình luận á, CC buồn lắm các bạn. Cứ đọc bình luận là buồn à. Nè. Rất là đẹp. Màu xanh đẹp lắm, màu xanh dương á. Màu này là màu xi măng á. Cái mình vải thì cũng mỏng mỏng, nhưng mà nó lại dày hơn cái áo xanh hồi nãy một chút. Màu này rất là lạ, rất là đẹp nha. Đây. Trời ơi, cái màu đỏ này đẹp mê ly luôn. Cực kỳ sang, đẹp vô cùng luôn. CC có ở trên lầu nè. Nhưng mà nói chung màu đỏ CC ít mặc lắm. Đây là những dạng đầm, không phải là mặc trong nhà ha, mặc ra đường. Mang giày bút được, bút cao được, bút thấp được, mang sandal được, mang gút được, mang dép được. Đẹp vô cùng là đẹp. Đi club được, đi shopping, đi ăn. Màu đỏ này CC mê ly luôn đó các bạn. Mê thật là mê. Những cái loại áo này nè, mà đắt tiền của những cái hãng nổi tiếng, họ may cái cổ nó đổ xuống đẹp lắm. Còn cái áo này CC mặc là áo bình thường, cho nên họ may cái cổ nó không có đổ xuống. Nè, các bạn thấy cái này nó đổ xuống không? Cái này nó không có đổ xuống ha. Đó. Nhưng mà CC mua để mặc ở nhà bình thường thôi. Mát mẻ, đẹp, lịch sự. Cái này nè, là lúc trước làm video rồi, có mấy cái luôn. Thì các chị em mua hết rồi, mới mua lại được một cái nè. Cái này chị em nào mà cao á, mặc đẹp lắm. Nếu không là phải đi cắt like. Đó, CC đứng nè. Ô, mang guốc lên thì cũng ok, không đến nổi đâu. Nè. Đó. Cái này là đẹp vô cùng đẹp luôn, trên cả tuyệt vời luôn. Và đây có một cái màu hồng, hồng phấn. Cái này của BB ha. Cái này hình như là 29 đồng 99 thì phải. CC nhớ. Tại vì màu hồng, cái gì màu hồng là CC hay nhớ kỹ lắm. Rất là đẹp luôn. Và đây là cái màu cam. Cái này hôm bữa CC cũng có mặc một cái rồi đó. Đó, giờ thấy mua nữa. Đẹp lắm các bạn. Tuyệt vời luôn. Cái này à, mê chết luôn. Cái này là đắt tiền nhất ở trong cái video này. Sale rồi mà còn 39 đồng 90 cent. Mình vải nhẹ mà mát lạnh luôn. Đó, đẹp tuyệt vời, size X small nha các bạn. Nhưng mà small mặc vừa đó. Vì CC nhìn nó rộng lắm. Thương hiệu này nổi tiếng lắm ha. Đó. Áo này đắt tiền nhất ở trong video này. 39 đồng 90 cent. Theo rồi đó. Tại sao nó đắt? Thì hỏi nhà để sai là cái cuối cùng. Thương hiệu này thì rất nổi tiếng rồi. Giỏ sách rất là nhiều. Nhiều các bạn mua được đồ hiệu này lắm. Giỏ sách này lắm đúng không ạ? Mình vải này hơi dày một chút. Rất là đẹp. Cái màu xanh đó, nó không có giống cái màu xanh mà mấy cái trước. Màu xanh này nó hơi chìm chìm, mờ mờ, CC cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà đẹp lắm nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, size CC mà. Đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Màu xanh đó, khi bạn mặc vào người, bạn đẹp lắm. Đó. Hôm nay CC không có vui, cho nên là CC không có mặc vào người của CC, để CC đi tới đi lui cho các bạn xem. Nói chung là hôm nay hơi buồn chút, cho nên không có phấn khởi, cho nên CC nghĩ có mặc vào mà đi tới đi lui cũng không có happy, cho nên cầm như vậy thôi. Với lại ngày hôm nay CC mệt quá các bạn, trời nóng quá, rồi cứ đi ra vô máy lạnh, ra vô máy lạnh, CC chịu không nổi bữa nay luôn á. Nè, đó, rất là đẹp ha. Để CC nói như vậy, các chị em chọn đồ của CC để mua thì các chị em chọn thì các chị em cứ chọn, nhưng mà ai chuyển tiền trước thì CC đành phải bán cái đó cho bạn đó trước. Có một bạn mua 4 cái áo đầm, CC chờ bạn từ hôm qua cho tới bữa trưa hôm nay luôn.
mà bạn ở Mỹ ha, tức là bạn cùng giờ với Sisi. Sisi nhắn tin cho bạn rất là nhiều lần, Sisi nói rằng là bạn ơi, bạn có lấy cái áo đầm đó không cho Sisi biết nha. Sisi nhắn tin cho bạn từ 12 giờ rưỡi trưa cho tới mới cách đây 30 phút ạ. Bạn vẫn không trả lời với Sisi. Cho nên là trong video này nếu bạn có coi thì Sisi cũng nói cho bạn biết rằng là Sisi đã lấy cái áo đó lại và bán cho bạn khác rồi. Vì bạn ấy mua cái bóp và cái áo luôn, hai cái nó chung với nhau. Cho nên là Sisi đã bán rồi. Đừng có giận Sisi nha. Tại mỗi thứ có một cái à, chứ có nhiều là Sisi cũng mua nhiều. Mà nó không có, lấy đâu Sisi mua. Cho nên cứ chị em nào mà chuyển tiền cho Sisi trước thì Sisi sẽ gửi hàng cho các chị em liền luôn. Tánh Sisi là nhanh gọn lẹ lắm ha. Bây giờ Sisi phải đi đón cháu Sisi rồi. Sisi xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.